VoTV. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục học vẽ cùng VoTV. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau vẽ một bức tranh có bạn cuốn đang ngồi trên cái cây nha. Bước đầu tiên, mình sẽ vẽ một cái đường thẳng nằm ngang. Sau đó mình sẽ vẽ một cái đường cong. Và mình sẽ vẽ hai cái đường tròn. Đây chính là con mắt của bạn cuốn của mình nha. Vẽ thêm cái mũi cho bạn ấy nè. Hai cái cánh xinh xinh. Bây giờ thì bắt đầu giống con cuốn rồi đó các bạn. Mình vẽ thêm hai cái chân cho bạn ấy nha. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái cành cây để bạn ấy đậu lên nha các bạn. Vì bạn ấy chỉ đi vào ban đêm nên mình vẽ những ngôi sao xung quanh bạn ấy. Vẽ thật là nhiều ngôi sao luôn nè. Bây giờ mình đã vẽ xong rồi, mình sẽ bắt đầu tô màu nha các bạn. Mình chọn màu nâu để tô cho bạn cuốn của mình nha. Bạn cuốn có hai cái cánh màu cam nè. Cái mũi của bạn thì màu đỏ nha các bạn. Mình có cái phần lông bụng của bạn ấy, mình dùng màu vàng. Mình sử dụng màu đen để chấm hai cái tròng cho bạn ấy nha. Và tô cái chân cũng màu đen luôn. Bạn cuốn mình đã tô xong rồi. Bây giờ mình sẽ tô những thứ xung quanh bạn ấy nha. Mình dùng màu vàng để tô các ngôi sao nha các bạn. Và có rất là nhiều ngôi sao luôn. Giờ mình tô đến cái cây. Cái thân cây mình tô màu xanh lá đậm. Còn cái lá cây mình tô màu xanh lá nhạt nha. Giờ công đoạn cuối cùng, mình chỉ cần tô bầu trời đêm nữa là xong nha. Và bầu trời đêm thì có màu gì các bạn? Chính xác, bầu trời đêm của chúng ta sẽ có màu xanh dương đậm. Nếu như các bạn thích, các bạn có thể tô nguyên một tờ giấy màu xanh dương luôn. Cái này mình chỉ tô một phần thôi. Bức tranh của mình xong rồi nè các bạn ơi. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo. Bye bye.